Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giải trí DG. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là một quần thể khu nhà thờ, đó là hàng được xếp vào hàng độc nhất Việt Nam và đã trải qua hơn 100 năm tuổi. Đó là khu nhà thờ chính tòa, hay còn được gọi là nhà thờ đá phát diện. Thì đây là một buổi đi chơi của Noel năm 2020 mình đã đi làm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn và giới thiệu các bạn về khu quần thể nhà thờ đã phát triển ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy cùng theo mình chơi nội em. Đây, từ trên cao các bạn nhìn xuống thì khu quần thể nhà thờ đá phát diện thì gồm có ao hồ này, và có khu quần thể nhà thờ thì gồm có 5 nhà thờ lớn nhỏ. Và nếu các bạn đang nhìn đây chính là khu Khương Đình, đó là khu chính của nhà thờ, rất rộng rãi như một đình làng vậy, và với những cái mái lượn cong. Và kiến trúc của nhà thờ thì được kết hợp theo kiến trúc Đông Tây. Và điều đặc biệt và nổi bật nhất của khu quần thể nhà thờ đá phát diện đó là được xây dựng nguyên bằng các đá tự nhiên các bạn nhé, và bằng các thân của gỗ lim. Các đá tự nhiên này thì được lấy ở các tỉnh lân cận như là Thanh Hóa, Nghệ An, gỗ lim thế, và ở Sơn Tây, và toàn những khối đá rất là to với đường kiến trúc thì độc đáo, được khắc toàn bằng hoa văn trên các đá, kể cả các song cũng vậy, các họa tiết cũng thế các bạn nhé. Xây thì xây dựng không có tí hổ vữa nào mà chỉ bằng đường và mật này và đá các bạn ạ. Ra đây, ra đây, đây đây đây, đi đây, đây đây, đi đâu vậy? Đã mỏi chân rồi. Bây giờ mình dẫn các bạn đến đây là một trong những 5 nhà thờ nhỏ của phát diện. Thì nhà thờ này, ngôi này sẽ làm được bằng hoàn toàn bằng đá các bạn nhé, hay được gọi là trái tim của Đức Mẹ. Công trình được cụ Sáu xây dựng đầu tiên trong cụm di tích quần thể nhà thờ này, và hầu hết các nền cột xà, tường, chân song hay tháp thì đều làm
bằng đá. Do đó mọi người Phát Diệm gọi là nhà thờ đá các bạn.